chào cả nhà nha. Cũng lâu rồi mình không có ra video cả nhà ơi. Bữa giờ nay 26 Tết rồi mà bữa giờ mình bận quá đi, bởi vậy không có ra clip cho cả nhà xem được. Bữa nay rảnh nè, bởi vậy mình sẽ làm một clip nha. Thì hôm sáng này mình có đi chợ á, mình mua một con cá rô hồng bự chà bá luôn. Đấy, mọi người thấy không? Con cá rô hồng bự hết cả nhà. Cái này cũng có ký mấy á. Bởi vậy hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là đặc biệt mà từ đó giờ mình chưa có làm luôn. Con cá rô hồng này mình sẽ úp trong một cái nồi, xong rồi mình sẽ nướng thử coi cá này nó chín không nha. Giờ mình sẽ bắt đầu rửa cá nha cả nhà. Rồi đầu tiên mình sẽ rửa sạch cái con cá này nha cả nhà. Thì sáng này mình mua con cá quá trời bự luôn nè, cả nhà thấy không? Con này cũng ký mấy á. Với video này cũng không có nhiều cả nhà ơi. Nhi thì bữa nay còn làm bữa cuối nữa thì xong rồi nghỉ Tết luôn. Mình thì nghỉ được 2 ngày rồi. Bởi vì video này không có nhi được rồi. Giờ sẽ cắt cái chanh nha. Cái sẽ sạch. Cái này mình không có đánh giải luôn nha, mình chừa giải luôn. Tại vì nướng mà. Nướng thì cá nướng thì mình để giải. Mình phải làm chanh lại, rửa chanh lại cho nó sạch. Nè, cá mình rửa xong nè cả nhà. Rồi xong rồi đó, giờ mình chỉ việc đi nướng thôi. Cá này mình nghĩ là khỏi có cần ướp gì trơn á. Để thịt cá nó ngọt cả nhà ơi. Rồi giờ mình đi nướng nha. Thì nãy mình có vô nhà kiếm cái nồi hay cái son gì để bự bự để nướng con cá cả nhà, để ướp con cá điêu hồng lại để mình nướng đó. Thì mà trong nhà mình không có cái nồi nào với cái son nào mà bự hết trơn á. Vậy thì mình cứ chế ra, lấy miếng to nó mình chế ra cái này nè, để hồi mình để con cá cho trong này nè. Đó. Rồi mình để con cá điêu hồng vô đó. Mình cắm cây lên. Rồi mình để con cá lên rồi mình chụp cái này lại. Rồi mình nướng nha. Hy vọng là sẽ thành công nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ làm nha. Mình mới châm lửa nè cả nhà. Trời ơi nó lửa quá trời luôn. Lửa nhiều này mình cũng đang lo đi chứ. Sợ lửa cao quá cá nó bị khét á cả nhà. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn ha. Rồi nãy giờ mình nướng cá cũng tầm 15 phút rồi cả nhà. Mà mình không biết nó làm sao nữa. Lửa nãy giờ cũng tắt rồi nè. Giờ chỉ còn than thôi. Đó. Giờ mình cũng hy vọng là
nó sẽ không bị khét, và mình sẽ thưởng thức coi cái mùi vị nó làm sao nha cả nhà. Giờ mình sẽ mở ra nha. Rồi giờ mình sẽ mở ra nha cả nhà. Mình sẽ mở cái nắp ra coi như thế nào nữa. Ý chà, quá trời nóng. Wow. Wow. Oh. Ok cả nhà ơi. Thấy nó vàng quá kìa. Thấy nó vàng lắm đó. Mình mở cái thùng đi. Mình không biết cả nhà có xem được không đi nữa. Tại vì mình không có cầm máy. Bên này không có gì làm cũng khó quá cả nhà ơi. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con cá nướng của mình cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà thấy không? Con cá nó rất là vàng luôn. Rất là thơm cả nhà ơi. Mà nướng kiểu này thì mình nghĩ nó sẽ không có bị hôi khói á cả nhà. Tại vì xung quanh mình nó bao hết rồi. Quá đẹp cả nhà. Nhưng mà hồi nãy con cá nó chín á. Cái mình cắm cây tre, cái nó lớp da nó chín, nó mềm á. Bây giờ con cá nó bị thủng luôn. Đây nè. Nó là do cá nó chín đó cả nhà. Bởi vì da nó mềm lắm. Bởi vì nó bị rách đó. Quá thơm cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đem ra nha. Rồi. Cá mình nướng xong rồi cả nhà ơi. Ôi, cả nhà xem nè. Nó quá trời thơm cả nhà ơi. Cái màu rất là đẹp phải không? Ngon quá đi. Thôi giờ mình sẽ mời cả nhà vô ăn chung với mình nha. Quá thơm rồi. Đi thôi. Chào cả nhà. Cả nhà mà mình cũng không biết cái món này là món gì nữa. Phải gọi cái món gì nữa. Tại vì lúc đầu á mình định là lấy cái nồi á, mình úp nó rồi mình mới nướng. Bây giờ không có cái nồi, mình chế ra miếng tôn luôn. Thì giờ thôi mình kêu là cá nướng đi ha. Rồi, cái món cá nướng của mình nó thành công rồi cả nhà ơi. Nó cũng rất là đẹp luôn á. À, cả nhà thấy không? Đó, thơm không? Rồi, rất là đẹp luôn. Ừ. Quá thơm. Nói chung là hồi nãy mình cứ sợ là nó sẽ bị khét không á cả nhà. Bởi vì hồi nãy mình cũng thấy lửa hơi cao đó. Nhưng mà thật sự cũng thành công lắm. Thôi giờ mình mời cả nhà ăn với hai cô cháu mình nha. Bữa nay Nhi không ăn được rồi. Đây Nhi mất làm rồi. Còn bữa cuối nữa. Thôi giờ mình mời cả nhà nha. Mình gắm tráng không? Rồi. Mình lấy chỗ gắm tráng nè. Gần Tết rồi cả nhà, nôm nao Tết bởi vậy mình có chưng hai cây nha nhãn thọ nè, vạn thọ nè. Chưng cho nó đẹp, cho nó có không khí Tết. Coi, coi bên trong nó có chín không đây. Không phải chín không? Rồi, chín rồi, chín rồi. Nó vàng phải không? Vàng. Đá ghê. Bỏ lớp da ngoài đi. Ôi, quá tươi luôn. Cái này cá bự bây giờ ít xương lắm. Còn cá nhỏ ăn xương không? Được rồi. Đó. Nhỏ đi ra, cho miếng dưa nè. Vô. Cái này nãy mình hái rau xung quanh nhà không á cả nhà ơi. Nhà mình nó trồng mớ rau á, hái đem vô cuốn luôn. Rau nhà không à. Đấy. Đó. Cả nhà thấy không? Rồi, mời mình mời cả nhà ăn cuốn nha. Đây, cuốn nè. Ăn lắm cảm ơn. Cảm ơn. Không có chi. Không quá. Ăn nước uống trước đi rồi còn ăn.
Ngon ngọt nhanh lắm. Mời cả nhà. Nam có Nhi rồi, buồn rồi. Hết các bạn diễn rồi. Mình là mình thích ăn dao này, mình lấy dao để cá. Con thấy sao? Ngon. Ừ. Này thiếu bún rồi. Hồi nãy con đi chợ mà con quên mua bún. Con ăn đỡ được rồi. Thịt con cá rất là tươi luôn cả nhà ơi. Rất là tươi luôn á. Gùi dữ vậy. Mình mời cả nhà nha. Cuốn đầu tiên luôn. Đói quá rồi. Nãy giờ đói quá rồi Úc ơi. Úc không có gan, bây giờ Úc ăn da không được chứ thật sự ra da rất là ngon. Ngon quá rồi. Nó mềm lắm. Đôi da mà thơm thơm. Rất ngon. Cá ngọt không? Ngọt. Ngọt không cả nhà? Với nướng kiểu này á, khẩu bị hơi khói. Đây khói đổ lọt vô được luôn thôi. Rất là ngon. Uống nước chấm thấy làm sao? Này Nhi không có nhà con làm đại luôn. Gọi bớt ít thôi mà cay ngon lắm. Nó tắm là ok rồi. Ok không? Thì mai làm nó nghỉ bữa làm bữa cưới nghỉ. Mai dọn dẹp nhà cửa được rồi đó. Thẩm về lưu buông. Làm chuyện lưng bây giờ không có thời gian dọn luôn rồi. Nhà mình chưa có làm gì tới hết trơn á. Ừ. Nhưng mà đá chứ. Tớp quá. Dạ. Tớp quá. Tớp quá. Tớp quá ha. Ừ. Thích dễ măng đó ha. Tớp rồi. Nói chung lần đầu tiên làm mà thấy thành công vậy cũng vui lắm cả nhà ơi. Làm gì cũng vậy. Khi mình làm được thành công một cái gì đó mình cảm thấy rất là vui luôn á. Bữa nay mình làm được cái món này hơn là con cá không bị khát. Cái vạn thọ này mình biết cái cây nó vạn thọ gì mà nó lùn tè hả? Nó có một khúc gì mà nó có bông rồi. Công nhận ghê thiệt. Người ta hay thiệt. Mình đó mình tưởng cây này là cây vạn thọ Pháp chứ. Mà thật sự nghe người ta nói là không phải. Vạn thọ gì á. Mà có khúc còn có bông quá trời luôn. Có hồi xưa Úc nhớ con hồi lúc mà bà nội còn nấu rượu không Úc? Nhớ. Nấu rượu cái mấy đứa bắt được đi chụp được mấy con cá sặc đó. Nhớ không? Nhớ. Xong cái cào cho trấu ra. Cào trấu cái để con cá vô, dùi cho. Dùi cho. Dùi. Rồi con cá chín lên thơm ăn. Vậy mà nó vui. Thiệt. Nói chung nhớ lại lâu lâu nhớ lại những kỷ niệm hồi đó thấy vui lắm á cả nhà. Nhất là tuổi thơ giữa mình với Út nè. Rồi vô bây. Vô. 2 3. Vô. Rồi mời cả nhà nha. Này chỉ có hai cô cháu lẻ loi rồi. Ngon. Cảm ơn. Không. Thịt cá tươi ghê luôn.
Có này cũng muốn hỏi Út nè. Chuyện ngày xưa. Bây giờ quay lại chuyện ngày xưa không? Bởi vì đối với mình là ngày xưa là một cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Đặc biệt là Út á cả nhà. Hay gọi là Út yêu. Như cái nào biết là câu chuyện và Út đã cứu sống mạng của em gái mình. Và hôm nay mình cũng cho mọi người biết là Út cũng là người cứu sống mạng sống của mình nữa. Và hai anh em mình. Hồi xưa mà không có nhà Út là mình coi như không có ngồi đây đâu. Thấy không? Là câu chuyện đó hồi xưa chắc là lúc đó có mấy tuổi không nhau? 5-6 tuổi vậy? 5-6 tuổi hả? Hồi đó 5-6 tuổi cả nhà. Mà mình đi chơi. Đi chơi nhưng vô tình bị té đè. Mình á, mà nhỏ khỉ lắm. Nhỏ mình là khỉ số 1 cái xóm này. Xóm mình khỉ dữ dằn luôn. Xong bị té. Té đè đâu gần đây nè. Đè phía này nè. Vô tình Út phát hiện được, Út la lên. Mà không hiểu sao mà trời hiến sao mà Út lại phát hiện nó hay Út. Tại sao mà? Út làm sao? Út kể lại con nghe coi. Đó, đang trong nhà chơi. Dạ. Út đang ngồi đó giữ, giữ con hai á. Dạ, giữ con ha. Lúc đó là mẹ đi dọn cỏ. Mẹ con đi dọn cỏ hả? Rồi trai về lên gặp đất. Trồng bắp vậy đó. Vậy là hồi xưa nhà mình có trồng bắp nhiều lắm cả nhà. Ở ngoài đây nè. Cái ao cá này là không có nuôi cá đâu. Hồi xưa là trồng bắp rất là nhiều luôn. Hồi xưa gia đình mình có trồng bắp nữa. Rồi sao nữa? Rồi đang giữ đó. Út nó chạy nó. Út nó chạy đến hai. Cái lúc đó là ở kêu ở trong nhà trên mà không chịu ở. Bà nhanh quá. Kêu chạy theo. Chạy theo cái sao lọt cái đó đồ không hay. Lúc đó la lên. Rồi sao nữa? Lúc đó là có cô Tám. Cô Tám mà cô của có anh hai. Cô Tám nữa. Lúc đó. Cái mà la lên nó có cô Tám nghe tiếng. Cái gì ướt, cái gì ướt. Cái người ta có té đầy rồi, Tám thôi. Cái dạ. Đó là Tám miếu rồi, không biết lỗi nữa. Chạy xuống chạy. Vậy là cô Tám không biết lỗi luôn rồi, lúc đó là cô Tám không biết lỗi luôn. Mà nhảy xuống đại đi cứu con. Đúng rồi. Rất là biết ơn Út với cô Tám luôn á cả nhà. Rồi có hình như có một lần là bắt Tư với con nữa phải không? Phải không? Đúng rồi. Là bữa đó Út có thấy không? Vậy bà nội nói Út có biết. Nghĩa có đặt đầu cô Tám á. Rất thì Út thấy. Rồi nói sao mình cũng tới đề nữa. Nhưng mà bắt Tư hình như bắt Tư thấy thì phải. Những nhân chân quá. Bởi vậy anh em mình với Quyên cả nhà không bao giờ mà quên công ơn của Út được. Mình suy nghĩ nếu như Út như người ta có chồng rồi đi lập gia đình thì Út đâu có còn ở đây để thấy mình nữa. Mình nghĩ đó là một cái duyên số. Mấy lúc nào mình cũng thương yêu Út hết trơn, dù vô hoàn cảnh như thế nào mình cũng vậy, mình cũng thương Út. Bởi vì Út là coi như là người không phải sinh như mình nhưng mà người là cứu mình, coi như là mẹ mình đó cả nhà. Mình rất là biết ơn luôn. Nói đúng không? Mày đừng gắp luôn. Mấy này nó nhỏ béo lắm. Út tuy bị bệnh nhẹ cả nhà nhưng mà mình nghĩ những người mà mắc bệnh như Út mà để được như Út thì khó dữ lắm. Khó đây là sao làm tiêu Út bệnh vậy đó. Nhưng mà Út biết đọc nè, biết viết nè, biết nấu cơm, biết giặt đồ, nói chung là làm những việc nhẹ trong gia đình nó rất là giỏi luôn. Và mình rất là nể Út luôn á. Mình biết là bệnh của Út ở trên, mình biết bệnh của Út là có nhiều người bệnh lắm nhưng mà thật sự không có nhiều người được như Út đâu, rất là giỏi luôn á.
đi làm lúc nào cũng về cũng đợi mình, vợ chồng mình hết trơn á, đi về ăn cơm nhiệt tình chứ. Một, hai, ba, vô trời ơi cuốn kiến được cuốn một xíu luôn. Nhìn hai con này thèm chết luôn, ai kêu đi làm gắt vậy luôn. Không cảm không quên đó, không khát nước hả? Ngọt vô nó bật, một hai ba vô rồi mời cả nhà nha. Mời nhà này, nước lã cả nhà ơi. Đang đói mà ăn cái này ngon phải không? Còn sáng giờ làm chứ có ăn uống gì đâu. Út là có cái biệt tài đọc sách. Út đọc sách rất là hay. Và giống như có diễn đạt cảm xúc đó cả nhà. Mình rất là nhớ cái những cái khúc mà Út đọc sách. Vừa đọc mà giống như mình diễn tâm trạng đó cũng rất là hay luôn. Hồi đó Út mê đọc sách thấy không? Đọc sách đọc báo. Mà xưa Út nhớ Út sưu tầm báo cũ không? Trời ơi. Nói ăn luôn. Báo cũ mà con mình phải nói chứ thiệt chứ. Gần cả 100 kg. Quá trời luôn. Báo cũ Út sưu tầm lại Út coi. Coi đã rồi Út ấy. Nói chung những thông tin cũ Út đọc cũng hay để mình luyện cái cách đọc của mình á. Rồi đó Út luyện hay lắm. Cái này mà. Dốt qua viết thơ cũng hay. Tuy là sai chính tả nhiều nhưng mà hay lắm. Giờ gần Tết rồi mình nghĩ cả gia đình cả nhà chắc giờ cũng lu bu ha. Giờ gần Tết rồi mà gia đình nào cũng có công việc hết á. Thôi thì hai cô cháu mình cũng ăn xong rồi cả nhà ơi. Rồi quá no hay không? Nay ngon thiệt chứ. Rồi qua món ăn này thì Út có cảm nhận gì không? Món ăn này ngon, đặc biệt. Yeah. Mà cái thịt cá này nó ngọt. Cái da luôn á nha, cái này. Nó ngọt. Tại vì cá này tươi nè. Với mình làm mình nướng bằng cái cách đó nữa thì nghĩ nó không có bị hơi khói, bởi vì thịt con cá nó ăn rất là ngon. Đặc biệt lắm cả nhà ơi. Và mới lạ luôn á. Mong cả nhà luôn luôn ủng hộ kênh mình, chị yêu. Yeah. Làm bấm like, chia sẻ, đăng ký. Rồi cảm ơn rất nhiều. Nam có nhi rồi. Thì cả nhà yêu thích kênh mình thì yêu thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi hai cô cháu mình ba cả nhà nha. Bye bye.